Đã xong rồi. Mình là Khánh, xin chào tất cả các bạn thân yêu. Bữa nay á, mình đi lên nhà của mấy người bạn của mình chơi. Thì mấy bạn mình có mua một con một xác gà bị dính cửa. Thì bữa nay mình làm món gà đá xào nhộng. Mời các bạn cùng đi với mình cho vui nha. Anh Tấn mừng giùm em nha. Không có. Ngày lên đó. Tôi quay mà tôi xó. Đây con gà này thì đăng. Anh Tấn nó bị dính cửa chỗ nào anh Tấn? Anh dịch cho em coi anh Tấn. Gà có 3,5 kg à. Hẹn mấy canh cho canh coi coi. Cửa. Chỗ nào? Dính thì cửa. Bị đâm chỗ nào đó? Chặt đi cho coi từ từ chứ dịch nhanh nó sao biết được. Tao nãy cửa quá tài luôn mà giờ không khép đít. Gà này quá từ cửa luôn kìa. Giờ không thấy ta. Không thấy nào. Từ từ. Dạ tao không thấy cái cỡ đó tại mày không thấy gì nữa. Bên nách không? Đâm đâu bình tổng? Đâu đâm ở dưới ngực á. Đây này phải không? Thấy không? Rồi thấy rồi. Giờ anh Hoàng anh chuyền bập lát qua bên kia. Giác thêm cây xào nữa. Anh Hoàng nói bên đây có một cái bắp chuối mới vừa trổ giải xong. Bắp chuối xiêm hay bắp chuối sáp anh Hoàng? Sáp rồi ngon lắm. Hả? Anh thấy trời ơi có mấy cái bị dữ. Rồi không ai ăn hả anh Hoàng? Không ai ăn hả? Ngoài kia còn nữa kìa. Mấy tái luôn. Ngon không? À, bụi chản luôn. Anh Hoàng nói ở đây có một cái bắp mà. Rồi. Em tưởng nó anh giật con cái bụng mình chui xuống. Cái bụng nó ăn được không? Cái bụng non đó đó. Tên đó có một. Ủa, hay vậy? Cái sào bén dưới ta. Hai cái được rồi. Cái này là củ hành tím nè. Bữa nay chị Trúc chỉ làm món gà đá xào nhộng hả cưng? Xào nhộng. Gà đá xào nhộng. Có nghĩa là mình lóc thịt gà ra, mình xào với củ hành tím. Chị Trúc thấy gà bự ra chưa? 2 kg vậy? Hình như 3,5 kg hay 3 kg gì chị? 3,5 kg không? Ừ. Dữ thiệt. Mình lóc vậy hả cưng? Dạ, lóc mình ấy mưng mỏng kìa.
thịt không ngon quá ha. Thịt đỏ như thịt bò á. Ừ, nó tươi. Gà đá là thịt đỏ phải không? Vô đây nè. Chị thứ ba của Út. Thì cô ba thì lạng thịt gà nha. Mình lạng hai bên ức rồi lạng hai bên đùi, chỗ nào có thịt là mình lạng hết. Thịt gà đá thì nó đỏ giống như là thịt bò vậy đó. Sao? Chứ mấy mấy thì thịt đỏ. Thịt đỏ mới ngon phải không? Đúng rồi. Anh lạng giùm đi, anh nói không chửi. Nhà anh Bình thì trồng bưởi nhiều lắm. Mấy cây bưởi này cây nào cây nấy tốt mịt hết trơn. Cái này là đống cát. Mấy cái cát nằm trên bao là để cho gà dậm chân. Đây là nhà của anh Bình Tích. À, anh này nè, anh Bình Tích nè. Anh này là anh Hoàng. Anh Hoàng đi kiếm tới giờ nào anh Hoàng? Có không anh Hoàng? Có buồn nào não không? Ôi con chó nó hỏi nước. Ôi con chó này đâu vậy? Ôi con chó này nó chịu chơi với ta. Tự nhiên nó mắc lỗi, nó lỗi của bển hả anh Hoàng? Đây là chim của chú Năm nè. Chú Năm là ba của Út. Chú Năm thì thích chơi chim cho nên có nhiều chim lắm. Vô đây là lúc nào cũng có nghe tiếng chim hết. Chú Năm có tới mấy chục con chim nữa. Ở đằng sau là mình nghe nhóc tiếng cu luôn. Đây cũng có con. Ở trong này thì có một cặp chích chè nè. Để chim nó quần ẩn rẻ trong cái lớp chuồng này luôn. Ở đằng đó cũng có một chuồng. Vì đằng kia cũng có một chuồng nữa. Mỗi một cái chuồng. Chuồng đổ chim hả? Đúng vậy. Mình đứng em anh nói rồi. Phải không? Chim này chim gì? Chim chích chè phải không? Ổ kìa. Ổ đâu? Cái tá dừa tổng hả? Làm ổ hả?
không có đẻ mấy lứa hả? Ghê vậy? Rồi mấy chim con đâu vậy? Ra chim con đó. À, chim con ra là bỏ vô lòng phải không? Ừ, ra lớn rồi ra bỏ vô nè. Ra cơm hả? Ừ, mẹ. Chích chè nuôi lâu ra cơm hả? Ừ, mẹ. Không. Rồi, ra tổ cơm nè. Tổ cơm hả? Ừ. Không. Thấy mấy đống vàng, đống đen không? Mấy đống đen là đang ra đó. Đống đen ở trên cổ hả? Ừ. À, thấy hả? Đó, đang tổ cơm á. À, à, à. Chim con mới lên. À, chim này chim con nè, mỏ còn ngắn nè, phải không? Ừ. À, thấy hả? À, chim đất không? Lúc mà sắm thơm. Còn con thì xám, rồi lớn lên nó xanh lè. Vậy hả? Càng già càng xanh hả? Nó gà lông mới xanh. Vậy hả? Nó thành chim mẹ nó mới xanh. Vậy hả? Đây, hai ba chuồng lẩu. Thôi. Cái mướn vậy, thằng vô đây nhậu là mướn phim luôn. Mướn nhậu được à. Đây là dì Hai, mẹ của anh Bình. Còn đây á là... Bà củi. Anh ba củi. Đây, hồi nãy giờ mình đi một vòng ở ngoài vườn với anh Hoàng thì ở trong này là chị Túc với lại Út là xắt thịt xong hết rồi, lóc xương ra hết rồi đó. Thì trong này nãy chị Túc ướp gì trong này chị Túc? Đường, hạt nêm, muối. Đường, hạt nêm, muối. Rồi đập tỏi bỏ vô nè. Sao không quay chạy chạy gà nữa hả? Để lát nữa mình xào. Còn đây á là cô ba. Cô ba với ai? Hiền với cô ba. Thì nãy giờ ở trong này sắp hết chuối. Để lát nữa bữa nay anh Hoàng ảnh nghe anh Hoàng nói anh ăn chay. Nay gặp anh Hoàng ăn chay nó là anh hái mấy cái bắp chuối vô lát nữa anh chiên ăn. Đây là cái loại gà của anh Bình. Thì giờ anh Bình là ảnh lấy thuốc ra để ảnh chích ngang con gà. Gà bởi vì anh Bình chích cho nó sung. Chích cho sung hả? Nó sung cho nó sạc được. Mình phải pha 2-3 loại thuốc nữa hả anh Bình? Anh Bình nay làm yeah. Ủa mình chích vô cái ớt của nó hả anh Bình? Vậy là mày nào quen đó đó, quen đó. Đây là lông. Giờ mình bỏ, mình chọi cát vô trong cái chân gà hả? Bắp chuối lúc nãy sắt ra xong rồi để mình trộn với bột hả chị? Có hai cái hộp gà nữa phải không? Đây là hành lá nè, hành lá thì mình sắt khúc ra. Còn đây là lúc nãy là củ hành mình hành tím thì mình đập dập ra. Còn đây là giá với gạo thơm với lại dưa leo. Này còn thịt gà thì mình ướp nãy giờ khoảng 15 phút rồi để cho nó ngấm. Chị trút cháy dầu vô chảo.
mình xào cái này cho nó săn săn lại, xong rồi mình mới chế nước dừa vô. Tại vì gà này thì thịt nó dai rồi, mình phải chế nước dừa vô cho nó mềm. Dạ. Ban đêm nó có gái gì không cưng? Tắt đèn không có gái. Vậy hả? Tắt đèn không gái hả? Giờ mình chế nước dừa vô. Hay, bữa nay anh Hoàng ăn chay. Anh Hoàng làm bắp chiếu, bắp chuối chiên với hột gà. Chuối chiên không? Ăn chay, không có hột gà chay. Chay chiên bắp chuối. Chay mà hột gà gì? Thêm cho anh vài miếng thịt gà và bỏ vô chiên. Chị Tiên, chị Tiên, mẹ ấm nè, đợi mẹ ấm nè, mẹ ấm nha. Sao mũi cắn con rồi? Sao mũi cắn con rồi? Hả? Đây là Hiền. Em của Út á. Thì ở đây nhà này con gái đông lắm. Đang kiếm tiễn chồng. Đó, giờ anh Hoàng anh bóc một cục anh bỏ vô miệng. Đó, nè bỏ vô miệng nè, thấy chưa? Đó, quay lại đây, quay lại đây. Mềm không? Mềm không? Hơi còn hơi dai. Bún nè, hò ăn cái dĩa nè, sao không để dĩa? Được rồi, cũng được rồi. Có hành vô lại. Có khăn ăn được đúng không? Được rồi. Thứ này bỏ để... củ hành vô. Không giờ không? Mình bỏ củ hành vô nè. Hai. Bảy, bỏ hành cũ thì nó cũng hành. Dĩa nè. Dĩa nè. Dĩa nhỏ không được, để cái này, mấy cái này đựng bún nè. Mình để hành củ, hai cái loại củ hành nè. Mình để vô xong rồi cái mình xào cho nó chín. Chín hành là được rồi. Hành tím này mình mua cái loại hành tím ta của mình ở đây nè. Thì nó rất là thơm. Mỡ gà nó lên nhìn nhìn bóng ghê ha. Cái mỡ nó tăng da nó ra nè. Này đây chuối. Giờ có lấy luôn rồi sao vậy? Mình cho nó ăn xong uống xong rồi mình bỏ cát vô rồi mình đậy nó lại vậy ha anh Bình. Anh xui anh làm gì anh xui anh bóc anh ăn hoài anh xui. Chị xui quá dữ. Một ngày mình dở ra mình đậy lại mấy lần cưng. Ngày nào thì anh Bình anh cũng lo mấy con gà này hết á. À, mình nuôi gà đá thì sáng nè ha, mình vỗ hang, mình tắm, mình xịt rượu, mình phơi nắng cho nó khô lông, rồi mình đem vô mình cho nó ăn.
nó cứ ngày nào cũng vậy mà thay phiên, mấy chục con cứ thay phiên nhau làm. 80 con hả? 80 con chia 2 người 40 con. Ba người hả? Kha Kha qua đây học việc hay gì Kha? Học việc. Hả? Đây có lương chưa? Có lương là ngoài mà. Khi nào gà nó ăn mới có lương. Hả? Em mới là ai đội trưởng? Đội trưởng mỗi tháng bao nhiêu? Mấy con gà mà thật là con gà khác chứ không phải gà đây. Gà này. Gà khác. Gà ở đây không có con đồng gà gì á. Ông có tông cái bang này nha. Nó ở địa chỉ khác. Giờ bước cuối cùng là mình chỉ cần bỏ hành lá vậy thôi. Mấy con gà cũng đóng cửa đi ngủ rồi. Nó đứng tẩm nó có ngủ không ta? Hay nó đứng nó hất? Ngủ chứ. Ngủ hả? Vậy là ngủ ngày ngủ đêm luôn á. Ban đêm có cho ăn không? Giờ cho ăn. Sáng mình ăn sớm. Ngày ăn mấy giác? Sáng ăn sớm rồi bên trời đá. Nếu mà không có đá thì phải 11 giờ sẽ ăn. Xong đó 3 giờ rưỡi sẽ ăn. Là nãy giờ cho ăn xong rồi đó, giờ đậy lại ngủ á. Có gà nó sớm đi. Không. Đây là bắp chuối. Bắp chuối chai của anh Hoàng có thêm một gà nha. Gà kim cương. Còn cái này là gà đá xào nhộng. Rồi đây là mình ăn với bún với lại rau sống nè. Còn đây là nước mắm chua ngọt của chị Trúc chị làm. Mời các bạn nha. Đây là món anh làm nè. Món anh giật chứ anh có làm gì đâu. Trời ơi đủ mẹ thể này nay ăn bún mà đi ăn chén. Đủ mẹ. Em còn có bên mỏi nhỏ quá. Mày cứ ăn tự nhiên đi mày Tòm. Cái đụng mà nó ăn lén. Mày chui vô gốc cây rồi mày ngồi ăn làm Tòm cho dốc. Quang này chị, anh Thanh, Quang này anh Thanh. Hải. Hiền. Quang nè. Coi tướng anh Hoàng kìa. Chị, ăn đi chị. Tô ba. Quang nè. Trời ơi, ăn đầy mất cỡ. Tế nhị quá. Thôi em xin phép em ăn cái tô nha. Trước khi ăn là mình thử cái này nó có ngọt hay không. Đó em nè. Nè đây là thịt gà. Bởi vì ấm. Ốp. Ốp con kia đắng ngang ngang. Dạ. Mẹ đi có mà. Này ngon, này ngon. Ngon không? Ngon, ngon. Ngon sao? Có ăn bậy được. Bà nặng cái gì mà để vậy? Để vậy làm. Cái nãy luôn bao vậy?
này chút nữa chị ăn sao không sao đâu. Chút nữa chị ăn sao. Rồi. Nhỏ này. Không, em chưa ăn hết. Em mới gấp mà. Em có lỗi chị. Đừng về ăn em không đưa lên. Đúng rồi bạn. Thôi ăn nổi. Ăn không thích tối thằng Quỳnh. Ở chụp em tấm hình với chị Khánh. Nhào vô. Nhào vô hả? Ăn nè. Rồi. Dạ. Mày phải chen cái đầu vô đủ 3 4 người phụ nữ ra nè. Mày mất cái em mà hồi nãy. Ăn này ăn được à? Sao mày không lên bàn lên ghế ngồi ngồi mày ăn này hoài không được? Ai có khen? Tự nhiên ha. Ngon. Không ai khen hết mình ăn chi hả? Ngon thế anh. Học quá. Quá rồi. Làm quá. Nghe dài. Trời ơi. Làm mẹ luôn mén đi. Ăn cái gì hai? Ăn cái của Thành là nó ngọt nhất. Rồi người quốc mắm đi. Có lâu mà bà. Ai ăn ớt ăn ớt của Hình Hoàng. Này anh ăn chay. Ăn chay với ông quỷ không? Ông với anh Thành kìa, anh Thành thấy nè nghe tự nhiên anh Thành mặt mày luôn. Không cho. Cái gì vậy? Để ông Thành ăn nhanh nhanh luôn. Ăn ngung. Ngung hả? Không liếc, ăn lại đi. Bắt mày bắt kèo chưa? Không rồi nữa. Dạ em thấy rồi. À, giờ mình ăn nha. Đây là chén của mình nè. Bây giờ mình chan nước mắm chua ngọt nè. Nước mắm ngon không? Nước mắm lại ngon không? Nước mắm cần làm lại hả? Máy hơi mặn. Đây là cái chén của mình. Không thích nè, tôi bây giờ. Mày hết mặn hả? Ngọt ngay luôn. Đây là chắc cái thịt đùi của con gà nè. Mình thấy cái thịt này nó đỏ, nó đen nè. Chắc là cái thịt đùi. Nó dai dai, nó giòn giòn. Mà nó ngọt lắm. Để chị ăn thử củ hành thử đi. Hồi nãy giờ nghe Út nói là củ hành ngọt lắm. Nhưng mà mình chưa ăn thử củ hành xào chung. Đây là củ hành. Mình chấm nước mắm mình ăn thử. Giòn, ngọt ngay, thơm phức luôn. Không có hôi, không có mùi nồng. Không có hôi, mà không có nồng. Mà nó thơm mà nó ngọt, nó thấm cái thứ thịt gà với cái thứ dừa vô á. Ngon lắm. Mình xào củ hành nhiều lắm nè. Ừ. Nãy múc lên củ hành hết trơn, mà thịt. Củ hành ngon quá. Ừ. Ngọt mà nó không có nồng, nó ngon ghê. Ừ. Giờ đó thì mình làm cũng được nhiều món lắm. Hành đu đủ nè. Rồi mình lẩu gà nồi nè. Lẩu gà nồi. Rồi đây xào nhộng. Cà ghi. Đây xào nhộng. Nó cà ghi. Rồi tự nhiên dần tới giờ ăn cái quên tên cũng nhớ gì nữa. Nuốt mất tiêu hết à. Mẹ em nuốt quá. Nuốt thử nuốt bia. Nuốt không? Thử nuốt bia cho nó tiêu. Đi vào. Thử con. Uống đi. Uống cho nó tiêu. Đây là cái đầu hành.
Rồi. Ừ. Hành ăn ngọt mà thơm, thơm mùi hành lá. Hành củ khác, cũng là hành nhưng mà hành củ khác, hành lá khác, hành tây khác ha. Nó thơm cái mùi khác nhau. Ba loại hành. Nhưng mà hành nó ra cái nước cũng ngọt hả? Nói chung là hành là ăn nước gà cũng ngọt đó nè. Rồi nước dừa cũng ngọt nữa nè. Rồi nước của ba loại hành đó cũng ngọt luôn. Bởi vì cái dĩa này nó ngọt dữ lắm, ngọt. Ngọt mà nó thơm phức. Em ăn nãy giờ luôn á. Từ đầu mùa tới cuối mùa nó không xuống luôn á. Sắp hết dĩa, sắp hết dĩa. Nào hết dĩa hả? Củ hành nãy giờ nằm, cái củ hành này nãy giờ nó nằm ngay trước mặt mình nè, làm như cặp tức mình hay sao á, quất thôi. Ngon hảo hảo. Ngon sao không diễn tả mày. Ăn từ đầu mùa tới cuối mùa luôn á. Ăn nãy giờ luôn. Ít ăn mà giờ mạnh ăn nữa chị. Con hướng từ đó giờ hết. Từ đó giờ làm rồi thấy không? Chị Hương. Chị Hương á là chị của anh Hoàng. Chị hay em chị mâm lửa. Mâm lửa. Đừng giới thiệu bây bà. Hóa một chút đi. Rồi hồi nãy đi rút tiền rồi nha. Ờ. Ngon quá. Nào tới giờ. Để mời xoay xuống. Mới ăn lần đầu mình mới ăn cái món và đá thần nhậm này lần đầu nhưng mà mình thấy ngon. Chừng nào mấy bạn nhảnh mấy bạn làm thử không biết nó ngon cả nào. Thấm nó dây thưa mà thôi. Cái gì tao nói gì nữa. Ngon mẹ. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích á, thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.